Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi qua câu số 16. Một sóng cơ học có phương trình như màn hình của em quan sát nè. Biết khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm dao động có độ lệch pha là pi trên 4 là d bằng 1 mét. Người ta hỏi tốc độ truyền sóng là bao nhiêu. Như vậy, bài này người ta nói hai điểm gần nhau nhất lệch pha với pi trên 4 là 1 mét thì chúng ta suy ra được điều gì Vinh? Em suy ra được điều gì? Pi trên 4 là vuông đúng không? Pi trên 2 mới là vuông. Pi trên 4 là bằng lambda trên 2. Lambda trên 2 bằng mấy? Bằng 1, sai. À đúng rồi, em nhớ nè, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha nó là lambda, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha là lambda trên 2, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha tức là pi trên 2 đó là lambda trên 4, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động lệch pha 45 độ là lambda trên 8, đúng không? Còn nếu mình không biết được cái điều này á, như vậy lambda trên 8 bằng 1, như vậy suy ra được lambda bằng 8 không? Đúng, mét. Vậy suy ra được V bằng lambda chia T. Lambda T thì bằng 2pi chia omega chuyển lên hành nhân omega không? Như vậy bằng lambda. Lambda của mình là bằng 8 nhân omega là 5pi chia cho 2pi. Đơn giản đi có phải ra 20 không? Đơn vị D. Còn nếu mình không biết được chỗ này, mình không nhận được chỗ này á, thì chúng ta nhớ, cứ nhớ độ lệch pha là delta phi bằng công thức nào? Delta phi bằng 20D chia lambda. Và lúc này nó bằng bao nhiêu em? Dạ bằng pi trên 4. Đúng rồi. Từ đây pi đơn giản hết, có phải suy ra D bằng lambda trên 8 không? Dạ đúng. Và đề bài người ta cho bằng 1, như vậy suy ra được nữa này chưa? Em hiểu chỗ này cho thầy chưa? Rồi. Câu số 17. Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ là V, chu kỳ là T, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha. Vậy người ta hỏi là cái gì? Hỏi lambda trên 2. Đúng rồi. Tính lambda trước bằng V nhân T. Đúng không? 0,2 nhân 10 ra 2. Vậy đáp án bài này ra mấy? 2 mét hả? Không phải. Lambda bằng 2 rồi, nhưng mà bài toán người ta hỏi lambda trên, người ta hỏi lambda trên 2 không? Đúng rồi. Vậy đáp án mấy? 1. Được chưa? Hiểu chỗ này chưa? Câu 18. Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ V, chu kỳ là T, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha. Khoảng cách hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha, vậy người ta hỏi cái gì? Ta hỏi lambda trên 4 này. Đúng rồi. Tính cho thầy coi, lambda bằng V nhân T đúng không? Dạ đúng. Rồi thế vào 0,5 nhân 10 chia 4 ra 5 chia 4 được. Được 1, đáp án C. Được chưa? Được. 19. Một sóng cơ truyền với tốc độ là V, hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động lệch pha pi trên 2 cách nhau 1,54 m. Tần số. Như vậy đầu tiên mình tính cái gì trước Vinh? Đầu tiên mình tính lambda trước. À, lambda bằng cái gì? Lambda 1,54. Không phải. À không phải, chưa từ từ. Đầu tiên cái chỗ pi trên 2 là vuông pha, vuông pha là lambda trên 4. Đúng rồi. 54. Đúng. Là bằng 6,16. Rồi xong rồi tính V bằng công thức là V bằng lambda chia S
Không phải, em cứ nhớ vận tốc lambda bằng quãng đường chia thời gian nè. Vận tốc bằng quãng đường chia thời gian hoặc bằng lambda nhân nhân F suy ra. bằng 6/10 tháng chia cho Không phải. Suy ra F bằng V chia lambda. sáu Bằng. bằng 3080 Không phải rồi. 500 chia cho 6,16 cái gì đúng không? đúng rồi Đúng không? Như vậy 500 nè. à, đánh lộn rồi Chia cho 6,16. 181,16 Vậy đáp án C không? nè đúng rồi Hiểu chưa? dạ Hiểu rồi gì Vinh? Rồi, câu 20. Một sóng cơ truyền với tần số 50 Hz, tốc độ là 6 mét trên giây, như vậy từ hai thằng này chúng ta suy ra được cái gì Vinh? Bằng 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 2 đến bằng 3 đến 5 ba phết hai đơn vị mét. mét. Rồi tiếp tục. Pi trên 4 là 45 độ là bằng lambda trên 8 bằng 3,2 chia lambda bằng 25,6. Không phải. Bài này người ta hỏi D mà em. À. D bằng lambda trên 8. Lambda của chúng ta là 3,2 chia 8 thì ra 0,4 không? Mét không? Đáp án nào? D. Đó chỗ này chưa? Rồi, bài 21. Một sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tần số là 40 Hz. Người ta đo được khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha là 40 thì điều này chúng ta biết được cái gì? Vượt qua là lambda trên 2 bằng 40 cm. Tôi ra lambda bằng 80 cm. Rồi, V. Tính tốc độ là V. V bằng bằng lambda nhân 80 nhân 40 S ra 32 đúng không? 8432 rồi. Được chưa? Dạ. 22. Một đầu A của một sợi dây đàn hồi dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ là 10 giây, biết tốc độ là V. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha. Vậy người ta hỏi cái gì? V chia T hay V nhân T? À. Đáp án D đúng chưa? Đáp án D đúng không? 23. Một sóng truyền từ A đến M với bước sóng là 60. Điểm M cách A một khoảng là 30, người ta hỏi so với sóng tại A thì sóng tại điểm M cùng pha, ngược pha, sớm pha hay vuông pha. Vậy bài này hướng chúng ta đi chúng ta phải tính cái gì? Hà Vinh. Ví dụ em đoán, đoán luôn, luôn có được này. Được, đoán đi. Đúng rồi, đoán nhanh cho nhanh. Đoán đó là ngược pha. Đúng. Ngược pha, vậy đáp án nào? C. C. Vì sao em đoán như vậy? Tốt, đúng rồi. Phải tìm cách giải nhanh là như vậy. Tại vì bằng cái số Nửa. 30 bằng Nửa lambda trên 80 2, đúng không? bằng đúng rồi. Được chưa? Chính xác rồi đó. 24. Cái này từ từ
Barbie trên 2, nhưng mà ở đây cùng chậm pha hay là sớm pha? Có hai đáp án, em phải chọn đáp án nào? Đầu tiên em phải tính gì để biết được nó ra Barbie trên 2? Em đoán vậy. Không phải. Mình đừng có đoán, mình học, mình phải có cơ sở ha. Người ta hỏi dao động tại M có tính chất như vậy chậm pha hay sớm pha một góc bao nhiêu? Tức là người ta hỏi độ lệch pha giữa A với M không? Giữa M với A không? Là độ lệch pha là em dùng công thức độ lệch pha giữa hai điểm, dùng công thức delta phi bằng 2BD trên lambda không? D là nhiêu? Chia sáu bằng ba bi trên hai. Vậy bây giờ mình muốn có hai đáp án này, bây giờ em chọn đáp án nào bây giờ? Mình coi nè, sóng truyền từ A đến M, như vậy phương truyền sóng của ông ta đây, điểm A nằm trước, điểm M nằm sau, đây phương truyền sóng. Như vậy dao động tại pha nó sẽ sớm hơn dao động tại M không? A nó dao động trước rồi sau một thời gian điểm M mới dao động. Như vậy điểm M trễ pha hơn hay điểm M sớm pha hơn? Sóng tại M có tính chất nào sau đây? Trễ hơn, vậy em chọn đáp án nào? Em hiểu chỗ này chưa? À, câu 25. Đầu tiên tính lambda. Lambda bằng. Lambda bằng S chia T. S chia cho T. Bằng 10 chia 2. À, ta nhớ nè, vận tốc nè, bằng quãng đường chia thời gian nè. Hoặc là bằng lambda chia t lớn nè. Đúng không? Dạ. Hoặc là nó sẽ bằng lambda nhân F không? Dạ, đúng rồi. Suy ra lambda có phải là bằng S chia cho t nhân F không? Dạ, đúng. Hiểu chỗ này chưa Vinh? Dạ rồi. S của mình là nhiêu? S của mình. Mấy? Mình là 10 chia cho 2 nhân cho F là 0,5, đúng chưa? Như vậy nó sẽ ra là 10 mét không? Rồi, đề bài người ta hỏi tại điểm M trên dây cách A 5 mét trạng thái dao động của A là bao nhiêu? Đúng không? Bây giờ mình thấy điểm M cách A là 5 mét mà biên độ mà bước sóng của mình là mấy? Nhân 10. Vậy là bằng nửa này không? Dạ đúng. Vậy nó đáp án nào? Dạ đáp án A. A, ngược pha, lambda trên 2, đúng chưa? Dạ đúng. Rồi, câu số 26. Thầy ơi. Ơi. Thầy đợi chứ em đi kiếm cái tờ giấy tìm để em chụp cho cô với nhà. Rồi, ok. Rồi, chúng ta tiếp tục qua câu số 26. Một sóng cơ truyền trên một phường dây, trên một phương trình truyền sóng có phương trình như màn hình của em quan sát. Người ta hỏi tốc độ truyền sóng. Tốc độ truyền sóng là người ta yêu cầu tính cái gì? Về, vậy chỗ này chúng ta tính làm sao đây? Khi ta cho phương trình như thế này. Dạ, mình sẽ suy ra được omega bằng 800. À. Để mình tính chu kỳ. Rồi. Hôm nọ thầy đã nói cái cách làm nhanh chưa? Dạ rồi. Lấy hệ số gì? Lấy hệ số trước t chia hệ số trước gì? X là bao nhiêu? Là 800 chia cho 20 bằng 40. Đúng không? Vậy cho nó nhanh không? Dạ. Rồi, tiếp tục câu 27. Mình phải phân phối vô, đúng không? Mình nhân phân phối vào. Đúng chưa? Nó sẽ bằng 8 nè, cos nè,
pi t trừ cho pi nhân d trên 5. Như vậy trước d luôn là 2 pi trên lambda, chúng ta so sánh với phương trình tổng quát đúng không? Phải không? Dạ đúng rồi. Bằng bao nhiêu? Bằng 5d bằng pi trên 5. À đúng rồi, phải rồi, suy ra lambda bằng 10 không? Đơn vị là gì? Đơn vị là milimét. Cm. Đúng rồi. Nhiều người không rành chọn ngay đáp án A, có phải là sai không? Dạ đúng. Rồi, vậy đáp án chính xác mới là đáp án D nha. Rồi, tới câu 28. Em học là thấy càng ngày càng cứng lên đó. Dạ. Rồi, tiếp tục. Mình nhân phân phối luôn. Rồi, nhân phân phối vào cho thầy. Là chỗ này là 2B chia 0,5T trừ 2B D trên 50. Đúng không? Dạ, đúng. Rồi suy trực tiếp ra T luôn được không? Được không? Bằng bao nhiêu? Dạ, bằng 0,5 đúng không? 0,5. Tại vì chỗ này của ông ta có phải là omega có phải là bằng 2B chia T không? Nhân T nhỏ không? Đúng không? Dạ. Trừ 2B D trên lambda không? Con hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Có phải suy trực tiếp ra ngay T bằng 0,5 và suy trực tiếp ra được lambda không? Được làm bao nhiêu? Lambda bằng 50. Đúng rồi, đơn vị? Đơn vị mét. Mét, đúng rồi. Như vậy câu số 28 này chọn đáp án nào? Đúng rồi, chính xác. Tiếp tục câu 29. Suy trực tiếp ra được không? Dạ được luôn. Mấy? Bằng A. Đâu, an A đúng không? Chúng ta có phương trình là U bằng A nè, cos nè, omega T trừ 2BD trên lambda. Hoặc là bằng A cos omega thì thế bằng 2B chia T lớn nhân T nhỏ không? Trừ 2BD trên lambda. Như vậy nhìn vào đây có phải suy ra T nhỏ bằng 0,1 không? Đúng chưa? Rồi tiếp tục câu 30. À, cái này lý thuyết mà. Ừ, đúng rồi. Dạ, câu này là câu A đúng không? Câu A, 2BD trên lambda, như vậy đáp án A đâu có được. A, 2BD trên lambda hả? Ừ. Câu D hả? Câu D, nhưng mà tại sao nó lại là D? Bây giờ mình chú ý nè, phương trình sóng giai động tại điểm M truyền từ một điểm O cách M, như vậy sóng bắt đầu truyền từ O rồi nó mới tới điểm M không? Em đọc đề bài em hiểu chỗ đó chứ. Chỗ này cho thầy chưa? Dạ hiểu. Cho phương trình sóng tại M là như thế này. Như vậy viết phương trình sóng tại O có phải là nó cộng hay là trừ? Dạ, cho phương trình sóng tại M này nè. Như vậy viết phương trình sóng tại O phải O dao động sớm hơn không? Dạ đúng. Như vậy phương trình sóng tại O giống hệt như phương trình sóng tại M là A cos omega T. Chỗ này chúng ta phải là cái gì? Trừ hay cộng? Chúng ta phải cộng thôi. Cộng. Con hiểu chỗ này chưa? Cho phương trình sóng tại M viết phương trình sóng tại O. Như vậy có phải phương trình sóng tại O, sóng truyền từ O đến M, vậy O có phải dao động sớm pha hơn không? Vậy chỗ này chúng ta phải cộng cho 2BD trên lambda không? Dạ đúng. Vậy đáp án nào? Đáp án D. Hiểu chỗ này chưa? Tại sao là dấu cộng chưa? Tại sao là dấu cộng, hiểu chưa? Rõ rồi gì? Rồi. Rồi, tiếp tục Vinh làm cho thầy câu 31. Câu 31 đáp án B chính xác rồi đó. Khỏi sửa hang. Rồi, tiếp tục Vinh làm tiếp cho thầy câu 32. Đáp án D chính xác. Đúng rồi đó. Ở đây cho phương trình sóng tại O. Phương trình sóng tại điểm M nằm trước O, như vậy đây điểm O đây, điểm M nằm trước, có phải điểm M dao động sớm pha hơn không? Dạ đúng.
Vậy chỗ này chúng ta phải cộng 2 πd trên lambda và sẽ ra đáp án D, đúng chưa? Được không? Được câu 32 rồi gì? Rồi, tiếp tục làm cho thầy câu 33. Câu 33 đáp án câu 33 đáp án D. Chính xác. Đáp án D chính xác. Bây giờ thầy sửa cho Vinh nha. Ha. Một sóng cơ lan truyền trên tốc độ V, sóng truyền từ O đến M, đúng không? Đây, O đây đến M. Điểm M nằm sau O và cách O một đoạn là 0,5. Người ta hỏi sóng tại O có giá trị là bao nhiêu? Cho phương trình sóng M như vậy, suy ra phương trình sóng tại O có dạng giống hệt như phương trình sóng tại M. 5 cos 50 BT trừ B rồi gì nữa? Trừ bi trên 2. Trừ. Cộng bi trên 2. Cộng gì? Cộng gì? Cộng bi trên 2. Cộng gì? Cộng trừ bi trên 2. Không phải. À, cho... cộng 2 bi d chia 5. À đúng rồi. Phải không? Có phải điểm phương trình sóng M, người ta yêu cầu viết phương trình sóng tại O, có phải O nó sớm pha hơn M không? Dạ. Đúng không? Như vậy phải là cộng 2 bi d chia 5 đa. Rồi chúng ta tính vào chỗ này nha. Trừ B rồi cộng 2BD của con là bao nhiêu? D là 0,5. Lambda. Lambda là bằng... tính em quên. Lambda bằng V nhân T, đúng chưa? Đúng rồi. V là 50 nhân T là bằng 2B chia omega là 50B không? 2. Như vậy ra 2 không? Vậy chỗ này của ông ta rút gọn đi là trừ bi rồi cộng cho bi trên 2 không? Yeah. Thì nó ra là trừ bi cộng bi trên 2 ra trừ bi trên 2 không? Yeah, đúng. Vậy đáp án D không? Yeah, đúng. Hiểu chỗ này chưa? Vinh hiểu chỗ này chưa? Yeah, rồi tiếp tục. Câu 34. Bây giờ người ta nói cho sóng truyền từ M đến O rồi đến N. Như vậy mình vẽ hình ra nè. M truyền đến O rồi đến N, đúng chưa? Rồi, cho biết phương trình sóng tại O như thế này. Người ta yêu cầu viết phương trình sóng tại điểm N. Như vậy phương trình sóng tại N nó giống hệt như phương trình sóng tại O, nhưng mà nó là bằng 4 cos 2BF, đúng không? 2B nhân F, F của em tính được không? Đầu tiên phải tính F thử coi coi ra đáp án nào. Đầu tiên chúng ta tính F nè. Mà muốn tính F thì phải tính được lambda không? Dạ đúng. Rồi lambda chúng ta dựa vào ý này nè. Hai điểm gần nhau nhất trên dây 6cm dao động lệch pha với nhau là 2B trên 3. Như vậy hai điểm gần nhau nhất dao động lệch pha với bi trên 3 thì nó không phải rớt vào trường hợp đặc biệt, thì bao giờ chúng ta cũng dùng công thức 2BD trên lambda và bằng bao nhiêu? Rồi suy ra được lambda không? 2B, 2B đơn giản không? Suy ra lambda có phải là 3D không con? Dạ đúng rồi. D là mấy? D là 0,5. Đọc lại cho thầy cái này. Đây là 6. 6, đúng không? Hai điểm này cách nhau 6 mét thì dao động lệch pha với nhau 2 bi trên 3. Như vậy D có phải là bằng 6 không? Hiểu, Vinh hiểu chỗ này chưa? Dạ, hiểu. Rồi, như vậy ra 18 mét không? Dạ, có lambda, chúng ta suy ra được lambda bằng V chia F. Như vậy suy ra F có phải bằng V chia lambda không? V của mình là mấy? V của mình là 20. V của mình chính là 20, đúng chưa? V của mình chính là 20. 20 chia cho lambda của mình là bằng 18 không? 18. Rút gọn đi có phải là 2 phần 9 không? À, rút gọn đi có phải là 10 phần 9 không? Yeah. Vậy thế vào đây là 2BF có phải là 20B phần 9 không? Đúng rồi. Vậy loại đáp án này không?
loại đáp án này không? Ta hiểu hiểu ý thầy nói chưa? Rồi như vậy 20b, 20b phần 9t trừ b trên 6, rồi đây là phương trình sóng tại O. Vậy phương trình sóng tại N trừ hay cộng? Phương trình sóng tại N là trừ. Trừ gì? Trừ 2bd chia 5d. D của con là d bằng bao nhiêu? D của Vinh chỗ này bằng mấy Vinh? Dạ 0,5. Đúng rồi. Tức là từ O đến N, lambda là bằng bao nhiêu? Lambda bằng 18. Cùng đơn vị rồi, rồi rút gọn chỗ này đi. Trừ B trên 6 trừ cho B trên 18 không? Đúng. Vậy nó ra là mẫu số chung là 18. Anh này là trừ 3 với trừ 1 nữa là trừ 4B trên 18 không? Thì ra trừ 2B trên 9 không? Đúng không? Vậy đáp án mấy? Dạ đúng. Đáp án E. Hiểu chỗ này chưa? Em hiểu chỗ này chưa Vinh? Dạ rồi. Hiểu rõ rồi đúng không? Dạ rồi. Rồi, tiếp tục chúng ta qua câu số 35. Làm cho thầy câu 35 nha. Dạ. 35 đáp án B chính xác. Đáp án B chính xác. Câu 36. Làm cho thầy câu 36 ha. Câu 36 đáp án của Vinh ra câu A là sai. Câu C mới đúng. Đây thầy sửa ha. Phương trình sóng tại nguồn O, đây là nguồn sóng nha. Người ta hỏi phương trình sóng tại M, như vậy phương trình sóng tại M có phải giống hệt phương trình sóng tại O? Nhưng mà chỗ này nó là gì? Đằng sau nó là cái gì? Dạ, trừ 2B. D là bao nhiêu? D của Vinh là nhiêu Vinh? Dạ, 5. 5, lambda của Vinh là bao nhiêu? Hình như là 2 là 20 này. 20, như vậy rút gọn đi có phải là bằng B trên 4 không? Lambda tính lại nè, lambda bằng V chia F nè. Đúng không? Hay là bằng V, F thì bằng omega chia 2B nhân lên đây không? V là bằng 1 nhân cho 2B chia cho omega là 10B. Như vậy nó ra là 0,2 mét không? Dạ. Nó bằng 20cm không? Đúng chưa? Dạ đúng rồi. 20cm. Như vậy rút gọn đi thì nó còn là B trên 2 không? Trừ B trên 2 không? 2 với 2 mất. 5 chia 10 thì dưới này còn 2. Trừ B trên 2 đáp án C không Vinh? Dạ đúng. Hiểu chỗ này chưa? Yeah. Rồi, tiếp tục qua câu số 36. Câu 37 của Vinh đáp án A là đáp án sai đó. Giờ thầy sửa ha. Cho sóng cơ truyền có phương trình nguồn sóng tại nguồn O là như thế này. Một điểm M cách điểm O một đoạn X. Đúng không? Tức là X bằng lambda trên 3. Thì ở thời điểm T bằng T lớn trên 6 thì có ly độ, độ di chuyển tức là UM là vậy. Người ta hỏi biên độ sóng A. Vậy người ta cho ly độ UM thì lúc đầu chắc chắn chúng ta phải viết được phương trình ly độ của M không? Vậy phương trình ly độ của M có dạng là như thế nào Vinh? Đọc cho thầy nghe cái Vinh. A bằng cos 2bt chia cho t lớn trừ 2bd chia lambda. Rồi bây giờ mình thế vào thôi. UM là mấy? UM là bằng 2. 2 bằng A cos 2B T lớn T nhỏ. Em thế bằng mấy? T nhỏ em thế bằng T trên 6. Đúng rồi. Trừ 2B D chúng ta thế được không? Dạ D bằng lambda chia 3. Đúng. Chia cho lambda. Rồi coi thầy rút gọn nha. 2 bằng A cos T với T hết, 2B chia 6 ra B trên 3 không? Trừ 2B trên 3 không? Rồi chúng ta bằng 2 bằng A, đây còn cos của là trừ B trên 3 không? Chúng ta tương đương lên 2 bằng A, cos của trừ B trên 3 nó ra là 1 phần 2 không Vinh? Vậy suy ra A có phải bằng 4 không?
Dạ đúng rồi. Em sai, coi chừng em sai, em đội lộn radian đó. Chúng ta để radian chưa? Dạ đúng rồi, hồi nãy em để là D cái nó ra không bị chứng mấy. À, có phải hiểu chưa? Dạ. Phải đổi ra radian mới đúng nha. Như vậy bài này đáp án C được chưa? Hoặc đáp án B. Đúng không? Hai đáp án này thì ghi nhầm ha. Ta hiểu ý này không? Bài này ra đáp án 4 đúng không? Hiểu gì Vinh? Hiểu rõ chỗ này không? Rồi, tiếp tục. Bây giờ Vinh làm cho thầy câu 38 ha. À, câu 38 của Vinh đáp án B chính xác. Có cần sửa không? Dạ, cần này. Rồi, thầy sửa ha. Một sóng trên mặt nước một điểm A dao động với biên độ là 3. Biết lúc tại T bằng 2 ly độ của A, đúng không? Tại A có ly độ, đây là U, UA đó. Đúng chưa? Yeah. UA nó sẽ bằng U của A nó bằng 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương với vận tốc là 20 hẹt. Biết B chuyển động cùng pha với A và gần A nhất cách A là 0,2 m. Thật ra cái chỗ này á, người ta nói biết điểm B chuyển động cùng pha với A và gần A nhất, đúng không? Hai điểm này là dao động cùng pha và gần nhau nhất, như vậy đó chính là lambda bằng 0,2 luôn. Từ đó chúng ta suy ra được V bằng lambda trên F cho nó nhanh. Cái mấy cái ý này người ta ta nhiễu mình nè, gây nhiễu mình đó. Được chưa? Dạ được. 0,2 chia 20 ra 400. Đơn xin lỗi ra 4 đúng không? Đơn vị là mét. Được chưa? Dạ. Rõ chỗ này rồi gì? Ủa thầy. Nói Vinh. Thầy ơi. Nói. Ờ, nếu mà ví dụ mà nó hỏi là ngược pha thì giống như là lambda chia 2 đúng. Hiểu chưa? Hiểu chỗ này rồi cái gì? Yeah. Ừ. Yeah. Đây là lambda bằng V chia F. Xin lỗi, V nhân F chứ. Đúng không? 0,4 nhân cho 20 thì ra 4, đúng không ạ? Hiểu chỗ này chưa? Em hiểu chỗ này chưa Vinh? V bằng lambda nhân F nha, 0,2 nhân 20 nha. Như vậy nó ra đáp án B, được chưa? Rồi, 39. Hai điểm gần nhau nhất trên phương chuyển sóng dao động vuông pha cách nhau một đoạn, đáp án nào đây? Ừ, đúng rồi. Còn nếu cùng pha chúng ta chọn đáp án nào? Còn à đúng rồi, còn nếu ngược pha? Câu B. Câu B, hiểu chưa? Vinh hiểu chỗ này chưa? Ủa vậy câu C là cái gì? Câu C là không có ha. Câu C nó không phải là trường hợp đặc biệt. Dạ. Câu 40. Dạ. Rồi suy nghĩ làm cho thầy câu 40 coi nha. Ha. Dạ. Dạ. Đây chúng ta coi câu 40 này ha, thử coi nó làm sao ha. Phương trình sóng của một nguồn ô có dạng như thế này. Trong khoảng thời gian 0,225 giây, sóng truyền được cái quãng đường S là bằng bao nhiêu lần lambda, đúng không? Bằng bao nhiêu lần bước sóng cái gì? Đúng không Vinh? Người ta hỏi như vậy gì đúng không? Vậy bây giờ mình liên quan tới S với V nè. Chúng ta nhớ tới công thức nè. V thì bằng S chia T không? Và nó bằng lambda chia cho t lớn không? Yeah. Và bằng. Như vậy từ đây em sẽ suy ra được cái quãng đường S không? Có phải bằng là lambda chia t lớn nhân t nhỏ không Vinh? Đúng chưa? Chia t chuyển lên nhân t. Như vậy lambda nhân t lớn chia t nhỏ. Lambda nhân cho t nhỏ chia t lớn được không? Yeah. Rồi, thế vào lambda thì mình cứ để nguyên bằng bao nhiêu lần bước sóng mình để nguyên nè. T nhỏ của em thế bằng bao nhiêu Vinh? Dạ, T nhỏ em thế bằng 0,25. 225, đúng không? Nhân lambda. Chia T lớn của chúng ta có phải bằng 2 pi chia omega chuyển lên thành nhân omega không? Dạ.
nhân cho bao nhiêu, 20 bi gì? Vinh hiểu chỗ này, ý thầy nói chỗ này không? Thầy nói lại xuống. À, T của Vinh có phải là bằng 2 bi chia cho omega không? Dạ đúng rồi. Rồi như vậy chỗ này là chia cho 2 bi. Đây chúng ta coi nè. Chạy rồi. Đây Vinh coi chỗ này ha. Chia cho 2, đây là như vậy chia cho T tức là 2 bi chia cho omega thì chuyển lên thành nhân omega, mà omega của Vinh có phải là 20 bi không? Omega ở đâu này? Đây nè, omega đây nè. À. Vinh hiểu chỗ này ý thầy nói không? Đáng nhẽ nó bằng 2 bi chia cho 20 bi đó. Chia cho 20 bi thì chuyển lên thành nhân 20 bi, nhân đạo lên đây rồi gì đúng không? Yeah. Hiểu chỗ này không? Có cần nói lại lần nữa không? Dạ yeah, hiểu rồi. Rồi hiểu rồi ha. Rồi bi với bi đơn giản mất không? 2 với 2 đơn giản mất không? Còn 10 nhân cho 0,225 thì nó phải ra 2,25 lambda không? Vậy em suy ra S có phải bằng 2,25 lambda không? Dạ yeah, đúng. Vậy đáp án mình là đáp án mấy? B. Đáp án B. Hiểu chỗ này chưa Vinh? Thấy nó hơi mới mới. À mới mới, nó cũng là nó hơi mới nhưng mà đòi hỏi chúng ta tư duy một chút. Đúng chưa? Bài này rất là hay, người ta yêu cầu mình tư duy một chút. Dạ đúng rồi. Ta hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi tiếp tục làm cho thầy bài 41 ha. Từ này thầy cho em coi lại đi. Rồi ok. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp tục bài 41. Rồi suy nghĩ làm cho thầy bài 41 coi nó như thế nào đây. Nó bị che mất cái phần dưới thầy. Phần đáp án đó phải không? Dạ. Hay là phần trên? Dạ cả hai luôn. Rồi rồi chờ thầy chút. Như vậy câu 41 của Vinh là đáp án B 20 lần chính xác. Hiểu chưa? Đáp án B đúng rồi. Tiếp tục câu 42. Bài toán này liên quan tới bài toán bị chặn nè. Đúng không? Yeah. Rồi, làm 42 cho thầy nha. Hôm nọ chúng ta đã có một số bài toán làm mấy phần này rồi gì đúng không? Yeah. Rồi, suy nghĩ làm cho thầy coi. Câu 42 đáp án B. 42 đáp án B chính xác. Có cần sửa không? Dạ, sửa. Rồi, sửa ha. Thầy sửa thử coi nó làm sao ha. Bây giờ người ta nói nè, ở đầu của một thanh thép đàn hồi với tần số dao động với tần số là 20, 16 có gắn quả cầu, đúng không? Điểm A trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nguồn sóng là 6 cm, đúng không? Nằm cách nhau 6 cm thì nó luôn dao động cùng pha. Như vậy mình sẽ xuất phát từ điểm dao động cùng pha là delta phi không? Bằng gì? 2BD trên lambda và bằng dao động cùng pha là K2B gì? Từ đó 2B với 2B thầy đơn giản luôn, lambda D thầy thế bằng là bằng 6. Lambda thì thầy thế bằng V chia F, như vậy chuyển lên thành nhân cho F bằng K. Đúng chưa? Rồi ta lấy 6 nhân cho 16 thì ra 96 chia cho V bằng K. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra V có phải bằng K bằng 96 chia K không? Và đây nó đang đơn vị là cm trên giây. Chúng ta đổi ra nó bằng 0,96 chia K mét trên giây không? Đúng, đúng không? Rồi giờ tới dò bảng. Dò bảng thì tới chỗ này Vinh biết dò chưa? Dạ biết rồi. Rồi, có phải Vinh ra như vậy không? Dạ. Rồi, vậy khỏi sửa cái khúc sau ha.
Rồi, tiếp tục. Bây giờ Vinh làm cho thầy câu 43. Câu 43 nha. Ha. Rồi. Rồi, bây giờ câu 43 thầy sẽ sửa câu 43 này coi nó như thế nào. Đáp án C của chúng ta là đáp án đúng đó. Một sóng cơ học truyền trên dây với vận tốc là 4 m/s, tần số từ 22 đến 26. Điểm M trên dây cách nguồn sóng một đoạn là 28, dao động luôn lệch pha vuông góc với nguồn, đúng không? Như vậy mình sẽ xuất phát từ vấn đề độ lệch pha này. Delta phi bằng 2BD trên lambda. Dao động luôn vuông góc so với nguồn. Có phải hang này dao động vuông pha không em? Yeah. Vậy nó bằng gì? Nó bằng 2K cộng 1 lần pi trên 2. Đúng không? Dao động vuông pha với yeah. nhau thì là 2K cộng 1. Chứ chúng ta đừng có suy nghĩ nó là bằng pi trên 2 nha. Đâu có phải là hai điểm gần nhau nhất đâu. Nó chắc chắn nó phải dựa vào cái số K này. Em hiểu không Vinh? Dạ hiểu rồi. Rồi. Còn dao động cùng pha là K2pi, còn dao động ngược pha là 2K cộng 1 là số lẻ của pi, được chưa? Còn đây là dao động vuông pha là 2K cộng 1 lần pi trên 2. Rồi pi với pi thầy đơn giản hết đi, thầy thay thế vào 2 nhân d, 2 nhân cho dd của mình là nhiêu? Dạ 28. Như vậy nó ra 56. V của chúng ta lambda chúng ta thay thế bằng V chia F chuyển lên thành nhân F không? Dạ. Bằng 2K cộng 1 nhân 1 phần 2, đúng chưa? Ừ, dạ đúng rồi. Bi bi đơn giản hết rồi. Như vậy còn 56 chia cho V là 4. 4 mét thì chúng ta đổi ra là 400 cm, không? Tại nó cùng đơn vị, chỗ này đang là cm nè, 56 cm nè. Nhân F dạ. bằng 2K cộng 1 nhân 1 phần 2. Vậy từ đây mình sẽ biến đổi F theo một cái hàm, chia 400 chuyển lên thành nhân 400, 400 chia 2 được 200, nhân 56 chuyển qua hàng chia 56 nhân cho 2K cộng 1, đúng không? Dạ, đúng. Có phải F ra như vậy không? Rồi, bây giờ mình dò bảng ha, bấm menu 8 nè, F của mình là 200 phần 56 nè. Rồi, nhân cho 56 ha. Nhân cho là 2K, tức là 2X cộng 1 nè. Đóng ngoặc lại bằng GX không có, bỏ đi cho bước nhảy nó là 1. Bước nhảy nó không được không Vinh? Được. Xin lỗi cho star, bắt đầu là không được không? Không được, tại vì không thì số này vẫn là dương, F nó vẫn là dương, tần số nó vẫn là dương. Nhưng không cho được là âm nha. Nếu K ở đây em cho là âm 1 thì có phải F nó ra âm không? Tần số đâu có âm được. Vinh hiểu ý thầy nói chỗ này không? Dạ. Có phải cho K bắt đầu chạy từ 0 rồi kết thúc của ông ta, ví dụ như cho 7 đi, rồi cho bước nhảy nó là 1 đi. Rồi mình dò nè. Khi X bằng 0 thì F bằng bao nhiêu? Bằng 3,5. Nhận hay loại? Dạ loại. Vì sao? Vì sao loại em? Vì nó không có nằm trong cái khoảng. Đúng rồi, từ 22 đến 26. 1 nhận không? Dạ không. 2. Dạ không luôn. 3. Có. Bằng bao nhiêu mà nhận? 25. 25 nằm không? Đúng rồi. Như vậy chỉ có một giá trị thôi, đúng không? Vậy F của chúng ta là bằng 25. F em có bằng 25. Từ đó suy ra được lambda bằng V chia F không? Đúng. V của Vinh là nhiêu? V của em là 4. 4 chia cho 25 ra 0,16 không? Yeah. Đơn vị. Không phải. Mét tại V Vinh à. Vậy đổi ra có phải là 16 cm không Vinh? Vậy mình chọn đáp án C đúng chưa? Hiểu chỗ này chưa? Rồi tiếp tục. Bây giờ làm tới câu 44 cho thầy nha. Ha. Câu 44 đáp án của Vinh là đáp án A, chính xác.
Havana, chính xác. Ok chưa? Có cần sửa không? Dạ, không. Rồi, tiếp tục làm câu 45 cho thầy. Như vậy là chúng ta ổn rồi đó. 45 của Vinh, đáp án mấy Vinh? Dạ, đáp án C. 45, đáp án C, chính xác. 80, ok. Tới câu 46 hàng. Rồi. Của Vinh, đáp án mấy Vinh? Câu 46 em. Alo. Câu 46 đáp án mấy Vinh? Đáp án B mới đúng. Alo. Alo, nghe không? Anh B. Đúng rồi, chính xác, đáp án B là đúng. Hàng. Tiếp tục làm câu thầy câu 47. Làm câu 47 nha Vinh nha. Đáp án A là đáp án chính xác, 47. Tiếp tục làm cho thầy câu 48. Chờ thầy chút để thầy cho nó xuống dưới hàng ha. Rồi, làm cho thầy câu 48 nha. Bây giờ đầu tiên Vinh tính lambda nè. Lambda của Vinh ra nhiêu? Ra 3 đơn vị cm. Người ta nói hai điểm MN trên phương chuyển sóng dao động ngược pha nhau. Đây điểm MN dao động ngược pha với nhau. Tức là khoảng cách giữa MN luôn bằng một số nguyên lần lambda trên 2 ông. Đúng không? Một số lẻ của lambda trên 2 ông. Hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là lambda trên 2. Như vậy hai điểm cách nhau bất kỳ luôn bằng một số lẻ bằng lambda trên 2 ông. Có thể là một, có thể là lambda trên 2, có thể là 1 lambda trên 2, có thể là 3 lambda trên 2, có thể là 5 lambda trên 2, có thể là 7 lambda trên 2 không? Vinh hiểu ý thầy nói chỗ này chưa? Đúng không? Như vậy người ta nói giữa chúng có hai điểm khác cũng dao động ngược pha với M. Bây giờ thầy giả sử như cái điểm điểm thứ nhất có hai điểm giữa giữa chúng này giữa MN có hai điểm dao động ngược pha với M. Thầy giả sử như điểm A đi, điểm B đi, dao động ngược pha với M. Tức là khoảng cách từ A đến M chắc chắn có phải là bằng 1 lambda trên 2. Và khoảng cách từ B đến M chắc chắn nó phải là bằng là 3 lambda trên 2 không? Đúng không? Phải không Vinh? Thầy nói lại xíu đúng không? Giữa chúng có hai điểm dao động ngược pha với M, đúng không? Giữa chúng có hai điểm khác cũng dao động ngược pha với M. Vậy bây giờ thầy giả sử như cái điểm đó là điểm A và điểm B không? Thì tức là khoảng cách từ điểm A đến điểm M chắc chắn nó phải là bằng 1 lambda trên 2. Và điểm B đến điểm M cũng phải là bằng 3 lambda trên 2 không? Vậy điểm MN lại dao động ngược pha với M nữa, như vậy chắc chắn điểm M ở đây chắc chắn nó phải là bằng 5 lambda trên 2 không? Khoảng cách từ M đến N chắc chắn nó phải bằng 5 lambda trên 2. Được chưa? Dạ đúng. Em hiểu ý thầy nói chỗ này không? Rồi, vậy người ta nói khoảng cách MN vậy 5 lambda trên 2 tức là chúng ta có 5 nhân cho 3 trên 2 thì nó ra là 7,5 không? Đáp án D không? Chỗ này đòi hỏi chúng ta tư duy một chút. Vinh hiểu chỗ này ý thầy nói không? Đúng rồi, thầy AB nó đâu có nói thành đề đâu thầy. Giữa chúng có hai điểm khác cũng dao động ngược pha với M, thầy gọi giữa hai giữa MN có hai điểm dao động ngược pha với N, thầy gọi là điểm A và điểm B đi. Nó dao động ngược pha với M, tức là khoảng cách từ A đến M nó phải là bằng 1 lambda trên 2 và từ B đến M nó phải bằng 3 lambda trên 2. Được chưa? Rồi, như vậy điểm N là cái điểm dao động ngược pha với M nữa, chắc chắn điểm N phải là 5 lambda trên 2. Vậy khoảng cách từ MN phải là 5 lambda trên 2. Được chưa? Rồi. Bây giờ tới câu 49. Vinh làm cho thầy câu 49 nha. Ha.
Câu 49, đáp án D, 3,2 chính xác. Rồi, bây giờ Vinh làm tiếp cho thầy câu 50 ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi bài 50 thử coi nó làm sao đây. Một dây đàn hồi rất dài. Đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây, tốc độ truyền sóng là 4. Xét điểm M trên dây cách A một đoạn là 40 cm. Người ta thấy điểm M luôn dao động lệch pha so với A một góc là K cộng 0,5 bi. Như vậy chúng ta có, bây giờ chúng ta sẽ tính độ lệch pha nè, delta phi nè bằng 2 bi d trên lambda nè. Và đề bài người ta cho mình biết là bằng K cộng 0,5 bi không? Đúng không? Rồi bi bi thầy đơn giản hết là thầy lấy 2 nhân d, d của Vinh có chưa? Là bao nhiêu? 40 chia lambda, lambda thì thế bằng V chia F chuyển lên hình nhân F trên này không? Đúng không? Nó bằng là K cộng cho 0,5. Được chưa? Rồi thế vào. 4 nhân cho 20 là 80 chia cho V. V là thế bằng bao nhiêu Vinh? Đúng rồi, 400 phải đúng nha. Nhân F bằng K cộng 0,5. Hay tương đương, đơn giản đi thì dưới này còn 5 gì? 1 phần 8, 1 phần 40, 8 chia 40 thì dưới này 5. Như vậy có phải suy ra F của ông ta bằng 5 nhân cho K cộng 0,5 không? Rồi giờ dò bạn nè. F của mình, được chưa? F mình là bằng chỗ này xóa đi là 5 nè, nhân cho K nè cộng 0,5 nè bằng nè, G không có nè, cho K bắt đầu từ 0 được, âm là không được đâu nha, âm thì F nó là âm rồi nha, không cho nó tới từ 8, như vậy cho nó là 10 đi ha, cho nó nhanh, cho nó nhiều chút, cho bước nhảy nó là 1. Rồi khi x bằng 0 thì Fx bằng mấy? 2,5 nhận không? Nhận không? 2, 1 nhận không? 3, 2 nhận là 12,5, nhớ F bằng 12,5. 3 nhận không? Như vậy đáp số bài này ra nhiêu? Câu D 12,5 không? F có phải 12,5 không Vinh? Được chưa? Rồi tiếp tục Vinh làm cho thầy câu 51 ha. Câu 51 đáp án D chính xác. 150 mét trên giây, đúng rồi. Rồi tiếp tục câu 52 nha. 2 đáp án B chính xác, 25 lần. Rồi các câu còn lại về nhà Vinh làm cho thầy nha. Còn cũng không có nhiều câu đâu nha. Còn khoảng chắc khoảng chục câu à, hơn chục câu à ha. Về làm rồi chụp đáp án gửi cho thầy nha. Chụp quá trình làm gửi cho thầy luôn nha Vinh nha. Rồi.